Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm đi quay quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài hình chữ nhật trang 36 sách chương trời sáng tạo nhé. Giờ trước hết mình sẽ viết vào chỗ chấm, điền dấu so sánh vào ô tròn. Giờ như vậy ở đây mình sẽ có một cái hình ABCD. Dùng IKEA để kiểm tra đánh dấu các góc vuông so sánh độ dày các cạnh. Bốn góc ABC là góc gì? Có phải góc vuông hay không? Thì các em sẽ kiểm tra. Khi mình sẽ kê hướng vô kiểm tra góc A thì mình thấy góc A vuông. Giờ dùng IKEA kiểm tra góc B hay góc B vuông. Dùng IKEA kiểm tra góc C hay góc C vuông. Và dùng IKEA kiểm tra góc D cũng vuông. Như vậy có nghĩa là bốn góc định ABCD là các góc vuông đúng không? Nhưng mà sẽ điền ở đây chính là giờ như ở đây mình sẽ để là góc vuông. Như vậy bốn góc định ABCD là các góc vuông. Giờ tiếp theo mình so sánh AB và CD. Mình thấy là AB là từ đây đến đây là đi qua bao nhiêu ô nè. Đoạn AB sẽ bằng 5 ô vuông nhỏ đúng không? Đoạn CD cũng bằng 5 ô vuông nhỏ. Như vậy có nghĩa là AB sẽ bằng CD. Nhưng mà sao viết ở đây là chỗ bằng. AB sẽ bằng DC. Tiếp theo là so sánh AD và BC. Mình thấy là AD, đoạn AD sẽ bằng 3 ô vuông nhỏ. Và BC cũng bằng 3 ô vuông. Như vậy có nghĩa là AD sẽ bằng BC. Ở đây mình sẽ điền dấu chỗ bằng. AB sẽ bằng DC và AD sẽ bằng BC. Như vậy mình thấy là hình chữ nhật là hình có bốn góc vuông, nhưng mà sẽ điền ở đây là hình chữ nhật sẽ có bốn góc vuông đúng không? Có hai cạnh dài, hai cạnh dài có nghĩa là AB và DC là hai cạnh dài sẽ có độ dài bằng nhau, hai cạnh dài sẽ có độ dài bằng nhau, ở đây mình sẽ để bằng nhau. Giờ hai cạnh ngắn, hai cạnh ngắn ở đây chính là AD và BC. Thì mình thấy là hai cạnh ngắn có độ dài cũng bằng nhau. Giờ độ dài cạnh dài người ta gọi là chiều dài của hình chữ nhật đúng không? Người ta sẽ gọi là chiều dài. Giờ độ dài cạnh ngắn người ta gọi là chiều rộng. Giờ như vậy các em nhớ là hình chữ nhật là hình có bốn góc vuông, hai cạnh dài sẽ có độ dài bằng nhau, hai cạnh ngắn cũng có độ dài bằng nhau. Độ dài cạnh dài người ta gọi là chiều dài và độ dài cạnh ngắn người ta gọi là chiều rộng nhé. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành số 1. Câu thực hành số 1 người ta kêu tô màu vào hình các hình chữ nhật. Bây giờ mình sẽ quan sát hình nào là hình chữ nhật. Mình nhớ là hình chữ nhật là hình có bốn góc vuông. Nhưng mà quan sát hình EGHK. Như vậy các em sẽ quan sát thì mình thấy là góc này vuông. Góc này vuông, góc này vuông, góc này vuông. Cả bốn góc đều là bốn góc vuông. Tiếp theo mình thấy là EG sẽ bằng KH. EG sẽ bằng bao nhiêu ô nè? 2, 4, 6, 8. EG đi qua 8 ô. KH cũng là 8 ô, như vậy EG sẽ bằng KH. EK sẽ bằng GH, như vậy EGHK chính là một hình chữ nhật. Tiếp theo mình sẽ có VSTU, mình thấy là góc này không vuông, góc này không vuông. Chứ đây chắc chắn chứ không phải là hình chữ nhật. Tiếp theo mình quan sát MNPQ thì mình thấy là hình này có một góc vuông, hai góc vuông, ba góc vuông, bốn góc vuông. Như là hình này có bốn góc vuông. Mình thấy là MN sẽ bằng BQ, quy đi qua 4 ô. Và MQ sẽ bằng NP đi qua 5 ô. Như đây là hình chữ nhật.
Còn hình tứ giác ABCD này mình thấy là bốn góc đều là không phải là góc vuông, đây không phải là hình chữ nhật. Như vậy mình sẽ tô màu hình chữ nhật là EGHK và MNPQ nha. Giờ các em có thể tạm dừng video và các em sẽ tô màu hai cái hình này. Sau đó đối chiếu với các bạn có thể xem có đúng hay không nha chứ. Giờ như vậy các em sẽ tô màu hai hình đó như sau. Như các em sẽ tô màu hai hình EGHK và MNPQ. Giờ các em thích màu nào các em tô màu đỏ nhé. Giờ như vậy mình xong câu thực hành số 1, mình sẽ qua tiếp câu thực hành số 2. Giờ câu thực hành số 2 thì người ta kêu mình vẽ hình chữ nhật. Trước hết mình sẽ vẽ bốn định của hình chữ nhật trước nha. Giờ như vậy trước hết mình sẽ vẽ bốn định. Giờ mình sẽ vẽ một điểm này. Giờ sau đó mình sẽ vẽ thêm một điểm ở đây. Đúng này. Giờ ví dụ ở đây mình xuống ở 3 ô này. Từ đây xuống đây xuống 3 ô vẽ một điểm. Đúng này. Thì từ đây các em xuống 3 ô các em vẽ thêm một điểm nữa là được. Đúng này. Thì chắc chắn mình sẽ được là 4 điểm. Giờ 4 điểm này mình sẽ nối lại thì mình sẽ được một cái hình hình chữ nhật nhé. Giờ mình sẽ nối lại. Như là hai cạnh này sẽ bằng nhau, đúng không? Hai cạnh ngắn sẽ có độ dài bằng nhau và hai cạnh dài sẽ có độ dài bằng nhau. Giờ như giờ mình đã vẽ xong hình chữ nhật nhé. Hình chữ nhật là hình có bốn góc vuông, hai cạnh dài sẽ có độ dài bằng nhau và hai cạnh ngắn sẽ có độ dài bằng nhau. Giờ như vậy là mình xong câu thực hành số 2 nha. Câu thực hành số 2 các em hiểu bài, các em sau bấm click video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 1. Câu luyện tập số 1 thì mình thấy là ở đây mình sẽ có một khung cửa sổ. Khung cửa sổ này sẽ có dạng hình chữ nhật. Như là mình thấy là trong hình chữ nhật thì hình bốn góc sẽ là bốn góc vuông và hai cạnh dài sẽ có độ dài bằng nhau. Mình thấy là cạnh dài phía trên là 150 cm thì có nghĩa là cạnh dài phía dưới cũng là 150 cm. Ở đây mình sẽ điền là 150 cm, đúng không? Giờ hai cạnh ngắn sẽ có độ dài bằng nhau. Cạnh ngắn bên đây là 120 cm thì bên đây cũng là 120 cm, đúng không? Như vậy là mình xong câu luyện tập số 1 nha. Giờ câu luyện tập số 1 kem hiệu bài, kem sau bấm khích video hãy biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hải Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.